Chào Hứa phu nhân. Cô cậu đến tìm ai? Hứa phu nhân, tôi theo lệnh của thiếu gia chúng tôi đến hỏi cưới cô Hứa. Hỏi? Hỏi cưới sao? Mẹ, Hứa Thi Thi, chị gái Hứa Ngọc Dung. Mẹ vội vàng kêu con về làm gì vậy? Con vừa mới được nhận. Mẹ không biết là con khó khăn lắm mới có thể liên lạc được với đạo diễn Vương. Liên lạc làm gì nữa? Lần này mẹ gọi con về đây để nói với con chuyện hôn nhân giữa con và đại thiếu gia Lý Gia. Đại thiếu gia Lý Gia sao? Con làm gì quen anh ấy? Có lợi hại bằng đạo diễn Vương không? Con xem đi. Nhìn xem, toàn bộ là của đại thiếu gia Lý Gia tặng chúng ta để hỏi cưới đấy. Hơn nữa, con đã nhận cả nhẫn đính hôn của người ta rồi, sao con có thể không quen cậu ấy chứ? Nhẫn sao? Con nhớ ra rồi, hôm qua lúc ở trong đoàn đã có một người hâm mộ gửi cho con một chiếc nhẫn. Vậy thì đúng rồi, đại thiếu gia Lý Gia này chắc phải thích thầm con lâu lắm rồi. Nay mượn danh nghĩa là người hâm mộ để theo đuổi con. Mẹ đã kiểm tra giúp con rồi. Người hôm qua đem kính lễ đến, chắc chắn là người của đại thiếu gia Lý Gia, là trợ lý thân cận của Lý Hữu Long. Lý Hữu Long, cô đang cầm cái gì đó? Có phải cô lấy trộm quà của tôi không? Là đồ riêng của tôi. Cô nói xạo. Đưa ra cho tôi xem. Hứa Ngọc Dung, cô dám đánh tôi? Bộ cô không biết là tôi sắp trở thành thiếu phu nhân của Lý Gia hả? Dám đụng vào tôi, Lý Gia sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lý Gia, hôm qua ông chú dẫn mình đi đính hôn cũng họ Lý. Chị đang nói đến là gia tộc Lý Gia đứng đầu đó sao? Thì sao? Sợ rồi chứ gì? Đại thiếu gia Lý Gia, Lý Hữu Long, 3 ngày nữa sẽ đến hỏi cưới tôi. Cưới chị sao? Để tôi chống mắt lên xem. Đúng là người nhà giàu mà, kết hôn thôi mà cũng phô trương quá. Đẹp trai quá. Mấy cái cô này hết cứu rồi. Ai lại bất lịch sự vậy? Thôi xong, chắc anh ta sẽ không nhận ra mình chứ. Không được, mình phải mau trốn thôi. Thiếu gia không sao chứ? Cậu dẫn mọi người vô trước đi. Còn anh thì sao? Tôi tự đi đón cô dâu. Muốn chạy à? Là Lý Hữu Long. Không sao, cũng may là mình mới hóa trang xong, chắc anh ấy sẽ không nhận ra đâu. Ông chú à, anh là ai vậy? Anh đến đây để rước dâu đúng không? Anh đi nhầm cửa rồi, đón dâu phải đi bằng cửa chính chứ. Vậy sao? Vậy tại sao trên tay của cô lại mang những đính hôn đặc chế của Lý Gia vậy? Cái nhẫn này sao lại khó gỡ như vậy chứ? Đừng phí công vô ích nữa. Bản thân chiếc nhẫn này được làm bằng vật liệu đặc biệt kết hợp với bạch kim, cần phải có tinh dầu đặc biệt mới có thể tháo nó ra được. Chuyện đến mức này rồi, ông chú à, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Tôi biết chắc chắn là anh không hề muốn cưới tôi đâu. Có thể là bởi vì một lý do gì đó không thể nói ra, cho nên mới cần một người vợ trên danh nghĩa, có đúng không? Rất thông minh. Tôi có một người chị gái đó, chị ấy tên là Hứa Thi Thi. Chị ấy xinh đẹp hơn tôi. Hơn nữa, chị ấy còn có thân hình rất tuyệt. Quan trọng nhất là chị ấy cũng cao hơn tôi nữa. Chị ấy còn là một người rất nổi tiếng. Nếu như anh cưới chị ấy, chắc chắn không có sai đâu. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ không muốn kết hôn với mình.
Hứa Ngọc Dung, cô đừng hòng chạy thoát, vẫn đeo trên tay người nào thì tôi sẽ cưới người phụ nữ đó. Chuyện này thì đơn giản mà. Anh đưa cho tôi cái tinh dầu gì đó anh vừa nói đi. Tôi sẽ tháo nó ra, sau đó lại đeo vào tay của chị Hứa Thi Thi. Vậy là xong rồi. Tôi không có. Không có sao, không có thì đi mua đi. Nó đã bị thất truyền rồi, không mua được đâu. Vậy sao? Ông chú à, anh xem đi. Trên trời Có một con lợn béo uống thiên hướng. Ấu trĩ, thả tôi xuống. Anh, cùng lắm là tôi sẽ bồi thường tiền của cái đồng hồ cho anh. Không phải là được rồi sao? Tôi thấy cô mới giống một con lợn ngu ngốc diêm dúa đó. Bây giờ mới muốn trả tiền sao? Muộn rồi. Anh thả tôi xuống. Tới rồi kìa. Alo, thưa thiếu gia. Vâng. Ngồi xuống uống một trà rồi hẳn lên nhé. Không cần nữa, thiếu gia của chúng tôi đã đón được cô dâu rồi. Sao cơ, chuyện này không thể nào. Rõ ràng là Thi Thi nhà chúng tôi còn đang ở trên lầu mà. Thi Thi, bà Hứa à, bà nhầm lẫn gì rồi sao? Người mà thiếu gia nhà chúng tôi muốn cưới không phải tên Thi Thi. Nhầm lẫn sao? Chuyện gì thế này? Nhầm lẫn gì sao? Bà được lắm Trương Lệ. Không phải bà nói người mà Lý Thiếu Gia muốn cưới là Thi Thi sao? Chuyện này tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa. Bà không biết chuyện gì đang xảy ra mà bà tùy tiện sắp xếp cái gì vậy? Hứa Gia bị bà làm mất hết mặt mũi rồi. Ba à, mẹ à, mọi người đang làm gì vậy? Chú rể của con đâu? Lý Thiếu Gia đâu? Lý Thiếu Gia vừa cử người đến nói có nhầm lẫn rồi. Nói rằng cô dâu thực sự đã được họ đón đi rồi. Cái gì cơ? Cái gì gọi là nhầm chứ? Không phải Lý Thiếu Gia sẽ đến cưới con sao? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc mấy người làm cái quái gì thế? Thi Thi à, chuyện đến nước này rồi, cô cũng đừng tự mình đa tình nữa. Đúng đó, cô cũng không thử nghĩ xem Lý Thiếu Gia có thân phận gì chứ? Sao có thể nhìn chúng cái loại nghệ sĩ lắm tài nhiều tật như cô được chứ? Thi Thi à, cô cũng đừng tức giận làm gì. Sau này cô hãy quay phim thật chăm chỉ. Trong phim, cô cũng có thể gả cho một tổng tài bá đạo mà, không phải sao? Đáng ghét, cô dâu đã được Lý Thiếu Gia đón đi, rốt cuộc là ai chứ? Chào Lý tổng ạ. Đưa cô ấy đi túc tác lại đi. Vâng thưa Lý tổng. Này, tôi đi thôi. Trông đẹp đấy chứ. Có điều hình như thiếu cái gì đó. Như vậy mới đúng chứ. Hợp tác với tôi cho tốt. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Ông chú à, tôi có thể hợp tác thật tốt với anh. Ai bảo tôi trêu chọc anh trước chứ? Dù sao thì cũng phải trả giá một chút. Nhưng mà anh có thể cho tôi một thời hạn không? Đợi đến khi hết thời hạn thỏa thuận thì chúng ta đường ai nấy đi, không làm phiền lẫn nhau nữa. 3 tháng. Chốt kèo. Quái lạ, cô ấy chạm vào mình mà mình lại không hề cảm thấy khó chịu gì cả. Đi thôi nào ông chú. Đi kết hôn thôi nào. Cô là ai? Sao lại tạt nước tôi chứ? Cô ấy là đại tiểu thư nhà tôi. Lý Huệ Tâm. Lý Huệ Tâm. Tên thì đẹp nhưng tính nết kỳ quái thật đấy. Vậy Lý Hữu Long là anh tôi. Vậy thì sao?
Sao cô lại tạt nước? Chị dâu thế? Chị dâu? Tôi kinh. Anh tôi lấy chị chỉ vì lo cho bệnh tình của ông nội thôi. Chờ ông tôi khỏi bệnh, chị sẽ lập tức bị đuổi khỏi Lý gia thôi. Chẳng trách ông chú vội kết hôn như vậy. Quả nhiên là có uẩn khúc mà. Sao anh tôi lại thích một người như chị được chứ? Tôi nói cho chị biết, trên dưới Lý gia, trừ việc chị có danh phận, còn không bằng mấy người hầu phía sau tôi nữa. Chỉ cần anh tôi không có ở nhà, trên dưới Lý gia đều phải nghe theo quy tắc của tôi. Chị cũng không ngoại lệ. Chị nhớ kỹ chưa đấy? Hóa ra là một cô nàng cùng ăn trai. Xem tôi xử lý cô thế nào. Vậy Lý đại tiểu thư, hay cô vào trong phòng cùng tôi, từ từ dạy quy tắc cho tôi nhé, để một chữ tôi cũng nhớ không sót. Học cho thật kỹ. Cô đúng thật là một người phụ nữ, vừa xấu vừa nghèo mà. Phiền phức. Vừa nãy cô đổ nước gì lên người chị dâu thế hả? Nước bẩn rửa rau. Vậy sao? Chị dám động tay với tôi đấy à? Là cô động tay với tôi trước mà. Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi. Cô tạt nước bẩn vào người tôi, tôi cho cô nếm thử mùi nước tắm. Rất công bằng mà. Tôi là đại tiểu thư của Lý gia đấy. Anh tôi chiều tôi như thế, chị dựa vào cái gì mà đụng vào tôi chứ? Anh cô cưới hỏi tôi đàng hoàng là để tôi làm thiếu phu nhân của Lý gia, không phải chỗ cho cô tức giận đâu. Tiểu thư, sau này đừng chọc vào tôi, nếu không tôi gặp cô lần nào thì dạy dỗ cô lần đó đấy. Đi bệnh viện, mau lên. Ngoài váy cưới ra, cũng chẳng còn bộ quần áo nào mặc được cả. Bỏ đi, hay mặc áo sơ mi của ông chú đi làm nhỉ? Lý tổng của tập đoàn Lý thị đến rồi. Giám đốc Trần gọi cô vào. Cô phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Tôi biết rồi. Sao chỗ nào cũng có mặt ông chú thế? Lý tổng, anh đợi thêm một chút nữa nhé. Đến ngay thôi ạ. Chính là cô ta, thực tập sinh mới đến của công ty, chơi game trong giờ làm việc, mới dẫn đến bị virus xâm nhập vào hệ thống của công ty. Sau đó phương án kế hoạch cần điều chỉnh đưa cho Lý tổng. Mở không lên đấy ạ. Tôi làm chứng. Chính là cô ta, Giang Như, đồng nghiệp của Hứa Ngọc Dung. Tìm tôi thì ra để tôi gánh tội đấy ạ. Tiếc là các người chọc nhầm người rồi. Kỹ năng tin học tôi học lúc đại học không phải vô dụng đâu. Chuyện này không phải tôi làm. Cái trang này vừa nhìn là biết bị hack mà, vốn chẳng phải bị virus xâm nhập gì cả. Hứa Ngọc Dung, cô muốn làm gì thế? Tất nhiên là sửa máy tính rồi. Một tiếng, không cần lâu đến vậy. Đi ra, đồ ngốc. Cô là thần thánh phương nào lại có thể phản công hệ thống mã hóa cuối cùng của Liên Minh Phi Chê chứ? Tôi là ai không quan trọng. Ai đã chọc giận anh thế? Muốn trách thì trách Giang Như công ty các người. Vậy anh phải tìm cô ta tính sổ, chứ không phải đạp đổ thành quả lao động của người khác. Phá giải thành công. Giám đốc Trần, văn hóa doanh nghiệp của công ty này là như vậy hả? Có thể tùy tiện đổ oan cho một người sao? Lý tổng, không phải là tôi, là cô ta. Đều do cô ta hãm hại tôi. Không phải tôi, tôi thật sự không làm. Xem ra chúng ta không thể hợp tác được rồi. Lý tổng, cho chúng tôi một cơ hội đi. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng mà. Cô dám đánh tôi sao? Cô có tin tôi bảo cậu tôi sa thải cô không? Nhớ kỹ, hôm nay là bà đây. Sa thải hai người đấy. Đúng rồi, nội dung trên màn hình lớn vừa nãy chủ tịch cũng nhìn thấy hết rồi. Vì thế hai người các người vẫn nên tự thu xếp ổn thỏa đi.
với Ngọc Dung. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Phu nhân, để tôi. Thiếu gia đang đợi cô trong xe. Dung Dung, cái cô gian như vu oan cô đó bị đuổi việc rồi. Giám đốc Trần cũng bị Triệu tổng nghiêm khắc giáo huấn một trận rồi. Cô đang mặc cái gì vậy? Đây là đồ của anh đó. Quần áo sáng nay của tôi bị làm bẩn rồi. Tôi không còn quần áo để mặc nữa, nên tôi mới lấy quần áo của anh mặc đó. Cởi ra đi. Không phải chứ ông chú, đừng nói là anh muốn. Ngày đầu tiên sau đám cưới, nhưng lại vì vợ cởi Trần chạy bộ mà lên tin tức luôn đấy nhé. Tôi không quan tâm. Vậy bây giờ tôi cởi hết rồi. Tôi thực sự sẽ cởi quần chạy trên đường đó. Được thôi. Được sao? Cởi thì cởi. Lý tổng ơi, xin lỗi Lý tổng, vừa nãy tôi ở ngoài xe gọi anh, anh không có phản hồi, cho nên tôi mới hút. Vâng, vâng ạ. Làm phiền đến chuyện tốt của Lý tổng rồi, lần này mình xong đời rồi. Cậu làm gì ở đây vậy? Đi chỗ khác. Im miệng đi. Ông chú à, anh làm gì vậy? Khi nãy nếu như không phải do tôi nhanh nhạy thì cô đã sớm bị người ta nhìn hết rồi. Nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Bây giờ cô đã là phu nhân của Lý gia. Nhất cử nhất động của cô đều đại diện cho tác phong của Lý gia. Sau này ở bên ngoài không được phép làm mấy loại chuyện cởi đồ mất mặt này nữa. Mất mặt sao? Không phải là do anh bảo tôi cởi ra sao? Vậy nên tôi đã được sự cho phép của anh, nên tôi có thể mặc quần áo của anh rồi đấy. Mặc đi. Tôi mặc lấy nhé. Nhóc con này, thật sự không coi mình là đàn ông sao? Tôi thật sự không cố ý mà. Lát nữa anh giúp tôi giải thích với Lý tổng đi mà. Nếu không thì tôi sẽ toi đời thật đấy. Giải thích gì chứ? Lý tổng à, thật xin lỗi, khi nãy tôi không cố ý muốn mở cửa xe ra đâu. Cậu đã nhìn thấy những gì rồi? Tôi đã nhìn thấy cái gì? À không có, không thấy, tôi không nhìn thấy gì hết. Thiếu gia à, khi nãy tôi ở cạnh đó nghe điện thoại, không chú ý có người đến gần xe. Xin lỗi anh, là tôi không làm tròn bổn phận, cũng đã tìm đến tận xe rồi. Nói đi, có chuyện gì? Lý tổng à, lần này tôi đến đây tìm anh là vì muốn nói cho anh biết bản kế hoạch lỗi mà anh vừa xem. Thực ra là do thực tập sinh của công ty chúng tôi động tay động chân vào, nhưng mà tôi đã sa thải tất cả bọn họ rồi. Anh thấy như vậy có được hay không? Cô ấy bị sa thải rồi sao? Tôi cầu xin anh cho công ty chúng tôi một cơ hội nữa. Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có bất cứ sai lầm nào nữa. Anh xem có thời gian không? Có, cái dự án này thực sự rất quan trọng đối với công ty của chúng tôi. Chỉ cần 20 phút thôi cũng được. Đừng đi theo nữa. Được chứ, tránh xa một chút đi. Lý tổng. Lý tổng à. Lý tổng. Cô gái trên xe của Lý tổng, sao lại trông giống Hứa Ngọc Dung vậy chứ? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Nghe nói cô Hứa thất nghiệp rồi nhỉ? Đúng vậy. Có cần tôi tìm cho cô một vị trí thực tập ở công ty hay không? Bác Tài à, phiền anh tấp xe sát lề một chút. Thiếu gia à, cô Hứa đã mặc áo khoác của anh đi rồi. Chiều nay anh còn phải tham dự bữa tiệc của tổ chức thương mại thế giới nữa. Cái này khó lắm sao? Cậu bảo người đem đến một bộ khác là được rồi mà. Vâng thưa thiếu gia. Đúng rồi, hôm nay cô Hứa bị thất nghiệp rồi. Có cần sắp xếp cho cô ấy một công việc mới không? Không cần đâu. Trong vòng 3 tháng này, hãy để mắt tới cô ấy. Đừng để cô ấy lại làm ra mấy chuyện tổn hại đến danh tiếng của Lý gia nữa. Vâng, tôi hiểu rồi thưa thiếu gia. Xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi. Trong lòng thiếu gia chỉ có tiểu thư Ella mà thôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có gì thay đổi cả. Biệt thự Lý gia. Mới gả vào hào môn mà đã muốn thể hiện rồi. Thiếu gia cũng không có ở nhà, cũng không biết giả vờ cho ai xem đây. Chả thế. Mấy món đó là cho người ăn sao? Tiếm Lý à, tôi vừa đến Lý gia, vẫn còn chưa quen lắm. Tiếm giúp tôi tìm một ít bột nở có được không?
Sao tôi biết được chứ? Cô đến cái tủ ở góc trên bên trái, tự tìm thử xem. Hình như không có. Bà quên nhiệm vụ mà đại tiểu thư đã giao cho chúng ta rồi sao? Ở đây. Bên này không có. Không có sao, vậy thì tìm ở cái tủ bên phải thử xem. Ở đây cũng không có. Rõ như ban ngày rồi, mà còn muốn che giấu nữa sao? Vậy thì chắc là không có rồi đó. Không có thì thím đi mua giúp tôi một ít đi. Bây giờ tôi đang cần gấp lắm. Tôi mua giúp cô sao? Cô có thân phận gì mà cũng dám sai khiến tôi vậy? Ở cái nhà này, tôi chỉ nghe lời thiếu gia, lão phu nhân và đại tiểu thư thôi. Thiếu nói gì cơ? Tôi nói cô thì tính là cái thá gì chứ? Một con nhỏ xấu xa chỉ dựa vào vài ba thủ đoạn hèn hạ để dụ dỗ thiếu gia của chúng tôi mà cũng dám sai bảo tôi sao? Cái con khốn này, cô dám đánh tôi sao? Thiếm đánh đi, để rồi xem khi Lý thiếu gia về có bỏ qua cho thiếm hay không. Thiếm chỉ là một người giúp việc thôi. Một câu con khốn này, hai câu đồ hèn hạ nọ. Mấy người làm ơn, biết rõ vị trí của mình ở đâu, có được không hả? Đại tiểu thư, cô ta đánh tôi mắt lẻo sao? Tôi nói cho mấy thiếm biết, bây giờ tôi mới là nữ chủ nhân của Lý gia. Mỗi một người trong mấy người tốt nhất là nên hiểu rõ vị trí của mình đi. Tốt nhất là đừng chọc vào tôi. Hứa Ngọc Dung, chị đợi đó cho tôi. Tôi xem chị còn có thể hống hách được bao lâu. Ông chú à, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ anh lại muốn kết hôn thêm lần nữa sao? Sao vậy, thích kết hôn với tôi như vậy sao? Cậu ơi, Hoàng Dung, cháu gái Lý Hữu Long, cậu đã đưa người cháu cần đến chưa ạ? Cô ấy đó. Cô ấy hóa ra nói cho tôi một công việc, là để tôi đến đây làm phụ dâu bán thời gian sao? Ông chú à, anh có hiểu biết hay không vậy? Cô ấy là cháu gái của anh, còn tôi bây giờ là vợ của anh. Bậc trưởng bối có thể làm phụ dâu cho vãn bối sao? Mợ chính là mợ nhỏ của cháu sao? Chào mợ à, cháu tên là Hoàng Dung, đây là cậu ruột của cháu. Mấy người phụ dâu của cháu bị kẹt xe trên đường cao tốc rồi, thật sự là không xử lý được nên mới phải tìm người đến thay. Ra là vậy sao? Đi thôi, cháu sẽ đưa mợ đi thay váy phụ dâu. Tôi, mợ ơi, mợ cứ thay trước đi nhé, cháu ra ngoài xem tình hình thế nào rồi. Được. Tiểu Dung à, em đã xong chưa? Tống Bằng, chồng chưa cưới của Hoàng Dung. Tiểu Dung vừa mới đi ra ngoài rồi. Cô là phụ dâu mà Tiểu Dung mời đến phải không? Tôi là chú rể, Tống Bằng. Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhé. Người này nhìn quen quá. Sao mình cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Việc nhỏ ấy mà. Cậu nên ra ngoài tiếp đón khách mời đi. Tôi ra ngoài đó nhé. Đồ đàn ông xấu xa. Phụ dâu thay đồ ở đâu thế? Ở đây này. Hứa Ngọc Dung, cô làm gì ở đây? Tôi đến làm phụ dâu. Còn cô thì sao? Không lẽ lại đến đây chỉ để cho có mặt thôi à? Cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ? Ban sáng ở hội đấu giá còn cặp kè đại gia mà. Sao vậy? Sao bây giờ lại chạy đi làm bán thời gian rồi? Cũng chẳng khá cẩm gì. Đồ phụ dâu của cô, cởi ra đưa cho tôi. Dựa vào đâu chứ? Thì dựa vào việc cô khiến tôi mất đi hai công việc là cô nợ tôi. Thì công việc của tôi cũng là do cô hại mất mà. Tôi không quan tâm, cô cởi ra làm gì đó. Thôi bỏ đi, hôm nay là ngày cưới cháu gái của ông chú, mình không thể tranh cãi với cô ta, lười so đo với cô. Bây giờ tôi sẽ đổi cho cô. Tôi đã nói rồi, cô không đấu lại tôi đâu. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cởi váy phụ dâu ra đưa cho tôi thôi. Anh là đồ không có lương tâm, vậy mà lại lén lút kết hôn sau lưng em. Cô đến đây làm gì? Em đến làm phụ dâu bán thời gian đó, chỉ là không ngờ đến chú rể thế mà lại là anh đó. Thảo nào nhìn quen mắt thế. Hóa ra người này là bạn trai của Giang Như. Trong thẻ này có 300.000 tệ, coi như là phí chia tay của chúng ta. Cô cầm lấy tiền và mau đi đi. Tôi nói cho cô biết, đừng gây phiền phức cho tôi. 300.000 tệ, anh đang cho ăn xin sao? Ít nhất thì cũng phải là 1 triệu.
Nếu không thì tôi sẽ đi tìm vợ chưa cưới của anh. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể đứng đối diện nhau. Lăng Phong, thiếu gia Lăng gia. Hữu Long à, cô vợ mới cưới của anh đâu rồi? Hôm nay không đưa theo sao? Lăng thiếu gia à, thiếu phu nhân của nhà chúng tôi ở trên đó kìa. Cô nào vậy? Cô dâu à, bất kể tương lai thế nào đi nữa, xin hỏi cô có bằng lòng gả cho chú rể hay không? Tôi bằng lòng. Tống Bằng, anh giải thích cho tôi đi. Anh cùng với cô gái trong đoạn phim ở trong phòng trang điểm làm cái gì vậy? Tiểu Dung à, em nghe anh lương lẹo. À không, giải thích. Phụ dâu kia nói cô ta không khỏe, nên cô ta nhờ anh đưa cô ta vào phòng trang điểm. Cô ta vừa vào phòng thì lập tức cởi đồ. Cô ta muốn quyến rũ anh đó. Cô gái trong đoạn phim đó là ai trong số các cô? Bước ra đây cho tôi. Tôi nói chứ cô vợ mới cưới của anh cũng được đó chứ. Đã kết hôn với anh rồi mà vẫn dám tại đám cưới của người khác cướp chồng của người ta. Hơn nữa người này còn là chồng của cháu gái anh nữa chứ. Cô gái trong đoạn phim là ai? Mọi người hãy nhìn kỹ kiểu tóc đi. Lại nhìn thêm kiểu đồ thì không phải tất cả đều rõ ràng quá sao? Quần áo của tôi so với trong đoạn phim thì hình như không giống lắm nhỉ. Là cô ta, chính là cô ta đó. Tôi, lúc tôi đi vào nhà vệ sinh, cô ta đã nhét lại quần áo cho tôi. Không phải quần áo của tôi. Cô được lắm. Cô đã quyến rũ chồng của người khác, còn muốn phô quan giá họa cho tôi nữa à? Sao tôi lại nhớ là cô cứ nhất quyết đòi đổi với tôi cơ mà. Cô có bằng chứng không? Cô còn muốn ngậm máu phun người nữa sao? Muốn bằng chứng chứ gì? Tôi sẽ đưa cho cô nhé. Kỹ thuật viên âm thanh là ai vậy? Vui lòng mở to âm thanh lên một chút để mọi người nghe kỹ giọng nói của người phụ nữ trong đoạn phim. Chẳng phải là mọi chuyện đều rõ ràng rồi sao? Anh là đồ không có lương tâm, vậy mà lại lén lút kết hôn sau lưng em. Cái camera giám sát này sao lại có âm thanh chứ? Đúng rồi, tôi nhớ ra. Điện thoại của tôi vô tình cũng quay lại đoạn phim giao dịch của hai người rồi. Cho nên còn muốn tôi cho mấy người xem tiếp nữa không? Cô là con cuốn. Anh với cô ta thực sự đừng chạm vào tôi. Tống Bằng à, đến nước này rồi mà anh vẫn còn già mồm sao? Tôi nhìn nhầm anh rồi. Hoàng Dung à, mọi chuyện phát sinh ở đây hôm nay, nếu như có bất kỳ tin tức nào được truyền ra thì những vị ngồi ở đây đều sẽ là kẻ đối đầu với Lý gia chúng tôi. Hoàng Dung, tốt nhất bây giờ cô ngoan ngoãn quay lại, hoàn thành buổi lễ này cho tôi, thì sau này tôi vẫn sẽ đối xử tốt với cô. Cô có tin tôi sẽ tung ảnh nhạy cảm của cô lên mạng không, để cho cả thế giới này thấy được bộ dạng lẳng lơ của cô? Cho cơ hội rồi mà không biết trân trọng. Tránh ra. Bộ chán sống rồi à? Cậu Lý, Tống gia không muốn sống trên đất Hải Thành nữa sao? Người của tôi mà cũng dám đụng vào. Bọn chúng đều là người của Lý gia. Không phải, cháu không muốn chia tay với Tiểu Dung. Cháu muốn cô ấy cho cháu thêm một cơ hội nữa, cho nên cậu mới lấy ảnh nhạy cảm ra để đe dọa sao? Không phải, cháu cũng không còn cách nào khác. Cháu không thể rời xa Tiểu Dung. Cháu không muốn mất cô ấy. Cậu không muốn mất con bé sao? Hay là không muốn mất quyền thừa kế mà hoàng gia cho cậu? Cậu à, có vẻ Tống Bằng chỉ muốn lợi dụng cháu. Cháu tuyệt đối không thể cưới anh ta. Bộ nhớ lưu mấy tấm ảnh nhạy cảm đó đâu? Tôi khuyên cậu mau đem nó ra đây. Nếu không tôi không thể đảm bảo chân của cậu có còn lành lặn thêm một giây nào nữa đâu. Nó đây. Hóa ra lúc nào cậu cũng mang nó trong người. Đã chuẩn bị sẵn rồi chứ gì? Không phải, tốt nhất là không có bản sao nào khác. Nếu không lần sau sẽ không dừng lại ở việc gãy chân đâu. Tôi sẽ tự tay ném cậu xuống biển cho cá ăn đấy. Đáng ghét. Hứa Ngọc Dung, thật sự có thể khiến Lý thiếu gia bảo vệ cô ta. Cô Hoàng à, không phải tôi, cô đừng để bị cô ta lừa. Đồ cặn bã này, cô còn dám xuất hiện sao? Cô Hoàng ơi,
cô tin tôi đi. Không phải tôi, là cô ta. Chính cô ta đã quyến rũ chồng cô. Đúng rồi, cô ta biết sửa máy tính. Cái gì cô ta cũng biết. Đoạn phim đó chắc chắn là do cô ta làm. Sao cô dám chỉ bàn tay bẩn thỉu này vào cô ấy? Cô có biết cô ấy là ai không? Cô ta là ai? Không phải cô ta chỉ là phù dâu kiếm thêm đến đây để tìm đại gia bao nuôi à? Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Trịnh Lâm, mau đi dặn dò, sau này ai dám thuê con nhỏ này nữa thì sẽ không yên với Lý gia và Hoàng gia đâu. Vâng thưa cô Hoàng. Cô Hoàng, xin cô hãy bỏ qua cho tôi lần này. Tôi thực sự biết sai rồi. Cô Hoàng, Dung Dung, Dung Dung à, cô cho tôi một cơ hội đi. Cô cầu xin giúp tôi với được không? Dung Dung, tôi xin cô đó. Chúng ta đi. Anh Lý ơi, anh giúp tôi với. Cầu xin anh làm ơn giúp tôi. Tại sao Hứa Ngọc Dung lại trở thành bạn thân với đại tiểu thư Hoàng gia đó? Tại sao ai cũng giúp đỡ cô ta? Đoạn phim được chiếu trên màn hình trong hôn lễ, có phải cô làm không? Đoạn phim là do Tiểu Tam làm. Còn tôi, chỉ thêm vào một tí âm thanh thôi. Tôi bảo cô đến đây để làm phù dâu. Không ngờ cô lại tự tung tự tác, làm hỏng đám cưới của người ta. Đúng là tôi không nên xen vào chuyện nhà anh. Nhưng cha nam như hắn là kẻ thù chung của xã hội này. Tôi chỉ cần nhìn thấy là lại tức giận. Thật không ngờ, cô lại là sứ giả của công lý đó. Loại cha nam như Tống Bằng, cậu ta không chỉ ngoại tình sau lưng Hoàng Dung, lúc gặp còn nhân cơ hội chạm vào tay tôi nữa. Anh không thể để cho cháu gái của anh kết hôn với loại cha nam đó. Cậu ta chạm vào tay cô sao? Đúng vậy, loại biến thái này. Hoàng Dung mà kết hôn với cậu ta sẽ chỉ khiến cô ấy bị lỡ làng mà thôi. Chạm như thế nào thì giả vờ bắt tay rồi nhân tiện chạm vào tay tôi. Phu nhân, cô chờ một chút. Trợ lý Trịnh có việc gì không? Bức tranh này là thiếu gia đã đích thân mua lại, muốn tặng cho phu nhân làm quà cảm ơn. Mấy ngày trước cô đã cứu lão phu nhân, xin cô nhận cho. Thì ra là ông chú đã mua lại bức tranh đàn ngỗng cuối thu với giá cao là để làm quà cảm ơn mình sao? Ôi trời, nếu biết sớm mình đã không kêu Trương Chiến đi đấu giá rồi, tăng giá lên tới 50 triệu. Ông chú, anh đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô xứng đáng nhận được bức tranh này, không cần nói nhiều. Tôi muốn nói với anh về chuyện khác. Nói đi. Ông chú, mau xoa đầu tôi đi. Cô bé này, đừng nói với tôi là cô đã phải lòng ông chú này rồi đấy. Mau xoa đầu tôi đi. Tôi cho cô 3 giây để bỏ tôi ra. Bà nội đang đứng nhìn ở tầng 2 kìa. Nếu anh muốn diễn thì diễn thật hơn một tí được không? Cảnh này mình có thể xem miễn phí sao? Ông chú, cảm ơn anh. Hôm nay anh thực sự rất đẹp trai. Nhóc con này, nhận quà của tôi rồi mới thấy tôi đẹp trai. Thiếu gia, lát nữa chúng ta đi đâu? Đợi tôi thay đồ rồi đi gặp một người. Vâng. Ella, đại tiểu thư Ella. Hữu Long, sao lần này anh với trợ lý Trịnh không đi chung đến đón tôi? Vừa rồi có chút công việc cần phải xử lý nên hơi vội vàng. Cô Ella, cô gửi cho tôi định vị của cô đi, để tôi xem đường đi. Nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong. Hữu Long, tối nay tôi có thể đến nhà anh ở được không? Xin lỗi, ở nhà tôi không tiện cho lắm. Trước giờ tôi vẫn ở nhờ nhà anh mà, sao lần này lại không tiện chứ? Bởi vì bây giờ nhà có thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân là ai vậy? Nhiều chuyện, mau tìm khách sạn đưa cô Ella về nghỉ ngơi. Vâng thưa thiếu gia. Hữu Long,
Ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn với nhau được không? Đi đến chỗ cụ ấy, gọi cả em trai tôi đến cùng đi luôn. Hiếu phu nhân sao? Để tôi xem cô ta là người như thế nào mà dám chiếm chỗ của tôi trong lòng anh. Cậu có được hay không đó? Đừng có bao đồng. Lại lần nữa. Hòa rồi. Tiếp tục. Em gái à, tôi nói chứ, sao vận may của cô lại tốt như vậy hả? Sao mỗi ván đều thắng lớn như vậy? Ván trước hòa rồi. Tôi thấy thế này, chúng ta chơi thêm 2 ván nữa, 5 ván, thắng 3 ván coi như thắng. Cô thấy thế nào? Tôi đã có thể hình dung ra được ánh trăng đêm nay sẽ như thế nào rồi đó. Không cần thêm, e là anh sẽ thất vọng đó. Gì thế? Có phải cô ta đang gian lận không vậy? Đậu xanh, gian lận cũng không thể được như vậy đâu, không đúng. Sao vận may của cô lại tốt thế hả? Chúng ta thắng rồi, mợ ơi, mợ chính là nữ thần của cháu đó. Chúng ta đi thôi. Tôi nói chứ, cô vợ nhỏ mới cưới của anh thật sự khiến người ta ngạc nhiên không thôi đó. Cô gái đó là ai vậy? Chẳng lẽ anh Hữu Long quen sao? Đây là cô vợ nhỏ mới cưới của anh Hữu Long đó. Cậu đó phải gọi là chị dâu. Loại phụ nữ không có địa vị, dựa vào cái gì mà tranh anh Hữu Long với mình chứ? Trả điện thoại cho tôi. Muốn điện thoại cũng được thôi. Cô bảo cô ta chơi với tôi một ván nữa đi. Nếu như thắng thì tôi sẽ trả cho cô một ván quyết định thắng bại. Vẫn chưa chịu từ bỏ phải không? Được thôi, vậy thì tôi chịu anh thêm lần này nữa vậy. Mời. Ván này thắng chắc. Mở đi. Thắng rồi. Hình phạt của ván này là tìm một người khác giới có mặt ở đây và hôn người đó 30 giây. Hay là tôi miễn cưỡng. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh có biết mợ của tôi là ai không hả? Không thành vấn đề. Mợ ơi, anh ta chỉ muốn lợi dụng mợ thôi. Tôi không cần điện thoại nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Anh trai đã không thể chờ được nữa rồi. Tránh ra đi. Hình phạt là hôn môi với người khác giới ở đây. Chứ đâu bắt buộc phải là anh, không thể nào. Trong số những người khác giới đang ngồi ở đây, ngoài tôi ra thì cô còn quen ai nữa chứ? Này mợ ơi, không phải là cậu đang ở ngay phía sau sao? Mợ lại hôn cậu đi. Hóa ra là anh ấy thích kiểu người như vậy sao? Chắc cô ta là Ella nhỉ? Nhưng mà bây giờ anh ấy đang đứng cùng với người phụ nữ đó. Mình đi qua đó không thích hợp lắm nhỉ? Hơn nữa hôn có một lần mà đã bị trói buộc tận 3 tháng. Mình không muốn lặp lại nữa đâu. Nếu thật sự không được thì cứ chọn người này đi. Dù sao thì cũng đỡ hơn so với hôn cái gã say xỉn đó. Thật là táo bạo mà. Đến cả Lý Thiếu Gia mà cô ta cũng dám đụng. Lý Thiếu Gia mà cô ta cũng dám lợi dụng. Tôi đoán là Lý Thiếu Gia sẽ đẩy cô ấy ra. Dù sao thì một người có tầm cỡ như Lý Thiếu Gia thì không phải ai muốn lợi dụng anh ta cũng lợi dụng được đâu. Nhóc con à, nhóc muốn làm gì đây? Ông chú à, anh hiểu lầm rồi. Tôi không muốn chọn anh đâu. Vậy sao? Vừa nãy tôi không cẩn thận bị vấp ngã thôi. Thật ngại quá, tôi sẽ đi ngay lập tức. Cô đang làm gì vậy? Còn không mau mau buông Lý Thiếu Gia ra đi. Nếu như cô chọc giận Lý Thiếu Gia rồi, tôi xem cô giải quyết thế nào đây. Nếu như tôi không buông thì sao? Lý Thiếu Gia à, thật ngại quá. Ông chú à, anh hiểu lầm rồi. Người tôi muốn chọn là anh ta, không phải. Không phải tôi. Ông chú à, anh thả tôi ra trước đi.
Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Hình như mình đã phải lòng cô gái nhỏ này rồi. 3 2 1 Thế nào? Đã đủ hay chưa? Có cần chúng tôi chơi cùng với cậu thêm một ván nữa không? À không, không cần đâu Lý thiếu gia, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trả điện thoại cho tôi đi. Thật xin lỗi, đã nói với anh, cậu tôi là Lý Hữu Long rồi mà. Ai bảo anh không tin? Bây giờ chúng tôi sẽ cút ngay đây. Mau mau cút cho tôi, lần sau đừng để tôi gặp lại mấy anh nữa. Mấy người cứ chơi đi nhé. Tôi đi trước đây. Mợ ơi, cháu đi với mợ ạ. Hứa Ngọc Dung ơi là Hứa Ngọc Dung. Hóa ra cô chỉ là gái tiếp rượu thôi sao? Để xem đến khi về nhà, ba sẽ xử lý cô thế nào. Thưa phu nhân, thiếu gia đang chờ cô ở trong xe. Cô Hoàng à, thiếu gia bảo tôi đưa cô về nhà, tự kiểm điểm bản thân. Tại sao tôi lại phải tự kiểm điểm bản thân chứ? Mợ ơi, mợ đợi cháu với. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được rồi. Tại sao lại tự mình đi vậy hả? Làm ơn đi, tôi không có số điện thoại của anh. Đưa điện thoại cho tôi. Hứa Ngọc Dung, tôi nói cho cô biết, trong vòng 3 tháng, ngoài tình cảm ra thì cái gì cũng có thể cho cô. Vậy nên khi có bất cứ chuyện gì, hãy liên hệ với tôi trước. Ngoại trừ tình cảm ra thì cái gì anh cũng có thể cho tôi sao? Thế nào? Bao gồm cả nụ hôn vừa rồi luôn sao? Ban đầu đúng là không cần như thế này. Nhưng trong suốt cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi sẽ không cho phép trên đầu của tôi xuất hiện cái sừng nào hết. Vậy nên loại chuyện cô vượt qua giới hạn của tôi muốn hôn người đàn ông khác, sau này tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Ông chú à, bản thân anh không làm gương mà anh còn nói tôi sao? Rõ ràng là anh ở nơi công cộng hẹn hò lén lút với người phụ nữ khác mà. Sao vậy? Cô ghen sao? Sao tôi lại phải ghen chứ? Chúng ta chỉ là vợ chồng giả. Tôi chỉ bực mình thôi. Bực mình, anh nhân lúc tôi không biết gì đã cưỡng hôn tôi, làm tôi suýt ngạt thở. Chứ lần trước cô cưỡng hôn tôi, cô cũng có nói với tôi trước không? Lúc đó tôi chỉ chạm nhẹ môi xíu thôi, chứ tôi đâu có cái gì. Không có gì cả. Con lại gây tai tiếng gì ở ngoài nữa vậy? Mau về nhà nói chuyện rõ ràng cho ba. Ba, hôm nay con hơi mệt, để hôm khác con về nhé. Rốt cuộc con đã làm gì rồi mệt như thế? Lập tức về nhà ngay bây giờ cho ba. Cần tôi đưa cô về không? Không cần đâu, việc của nhà tôi sẽ tự mình giải quyết rõ ràng. Ba làm sao thế? Sao ba lại tức giận như vậy? Cô còn mặt mũi để hỏi sao? Bản thân cô đã gây ra chuyện tốt gì, cô còn không rõ sao? Tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, nên tôi không biết chị đang nhắc đến chuyện gì cả. Ba hỏi con. Con nói con đã tìm được việc rồi, nên muốn chuyển ra ngoài ở. Vậy con đang làm công việc gì? Kết hôn chớp nhoáng với ông chú. Cái này gọi là công việc gì vậy? Diễn viên? Vợ trên hợp đồng sao? Con muốn giấu ba à? Một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học danh tiếng, giờ lại đi làm con nhỏ tiếp rượu. Con đã làm mất mặt Hứa gia chúng ta rồi. Con muốn ba tức điên lên đúng không? Con nhỏ tiếp rượu sao? Con tự xem đi, đây là cái gì? Ba ơi, tấm hình này
Là chị ấy cho ba xem đúng không? Chị gái con, chị con cũng là muốn con biết rằng quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ sao? Con thấy người cần phải quay đầu là chị ấy mới đúng. Tôi mà phải quay đầu sao? Tôi đâu có đi tiếp rượu. Tôi biết đâu là bờ. Ba à, cô gái trong tấm hình đó là một người họ hàng của chủ nhà con. Cô ấy vừa mới thất tình nên đến quán ba uống rượu. Con chỉ đến đón cô ấy về nhà thôi. Con nói thật không? Cô vẫn muốn nói dối ba à? Phòng riêng ở quán ba Mai cần phải có thẻ thành viên VIP. Khách bình thường sẽ không vào được. Nếu như không đi tiếp rượu thì sao có thể nên ngang ra vào được chứ? Mấy chuyện này cô giải thích nghe xem nào. Bởi vì chủ nhà của tôi là thành viên cao cấp nên chúng tôi mới có thể ra vào được. Dung Dung, con không gạt ba phải không? Ba à, ba cứ yên tâm đi. Con tuyệt đối, tuyệt đối không làm những việc đồi phong bại tục vậy đâu. Dung Dung, con không được học theo những thói hư tật xấu đâu đấy. Nếu con mà học theo thì sao ba có thể đối mặt với người mẹ quá cố của con chứ? Mẹ, chuyện này chúng ta có thể không nói nữa. Nhưng còn một chuyện, người làm chị như con phải nói. Ba, thực ra Dung Dung, ba à, ba à, con thấy hay là ba khuyên chị ấy đi. Bảo chị ấy suy nghĩ kỹ một chút. Chị gái con làm sao? Hứa Ngọc Dung, cô nói vậy là có ý gì? Ba, chuyện của chị gái con có hơi khó nói. Nói đi. Ba cứ xem tấm hình này là biết. Con nhỏ vô liêm sỉ này, mở mắt ra xem đi. Bản tin nóng. Cái này là ai làm? Là ai muốn hại mình? Hứa Ngọc Dung, đúng là cái thứ trơ trẽn, lại còn dám mua ban cho em gái con. Lo mà kiểm điểm lại mình đi. Ba, ba ơi, chị ơi, nhớ kiểm điểm cho tốt nhé. Ba ơi, Hứa Ngọc Dung, cái con nhỏ này, cứ đợi đó cho tôi. Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết đi. Dung Dung, sao vậy? Con có chuyện gì à? Ba, ba xem bức tranh này đi. Là tranh của Thanh Hà. Bức tranh Đàn Ngỗng Cuối Thu. Nghe nói gần đây có một người ẩn danh đã bỏ ra 50 triệu mua lại nó. Sao con có được nó? Chuyện là như này. Chủ nhà của con là người đã mua lại bản gốc này. Hôm đó vô tình con đã cứu bà nội anh ấy, vì vậy anh ấy tặng con bức tranh này, coi như là một món quà cảm ơn. Bỏ ra 50 triệu mà cứ vậy tặng cho con à? Chủ nhà của con là kiểu người nhiều tiền nhưng hơi ngốc, vả lại anh ấy rất hiếu thảo. Vì vậy số tiền này không là gì đối với anh ấy cả. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Ba à, Thanh Hà là bút danh của mẹ, đúng không? Con, làm sao con biết? Chuyện là hồi nhỏ con đã tìm thấy một tấm ảnh của mẹ, phía sau có viết hai chữ Thanh Hà. Nét chữ giống hệt với chữ ký của họa sĩ này. Xem ra mình không thể giấu được nữa rồi. Phải, Thanh Hà là mẹ con. Ba, hiện nay trên thị trường có rất nhiều tác phẩm được cho là của Thanh Hà, nhưng hình như đều là tranh mới. Ba nói xem, có khi nào mẹ, mẹ vẫn còn sống không? Vớ vẩn. Từ khi con còn nhỏ thì mẹ con đã qua đời rồi. Giống như con đã nói, tất cả bức tranh hiện đang mua bán trên thị trường đều là hàng giả bắt chước tranh của mẹ con, đều là lừa đảo kiếm tiền cả.
đúng rồi. Sau này ra bên ngoài đừng nói Thanh Hà là mẹ con. Tại sao không được nhắc đến mẹ chứ? Mẹ con không phải vợ cả của ba. Nhắc đến bà ấy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Người ngoài sẽ nói, con là con riêng của ba. Trong trí nhớ của mình, mẹ là người kiêu ngạo, tuyệt đối không thể hạ mình làm tình nhân của người khác. Mình nhất định phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mẹ mới được. Trịnh Lâm, anh làm gì ở đây? Mời phu nhân lên xe. Thiếu gia bảo tôi đến đón cô. Sao ông chú lại biết mình ở đây? Anh ấy bảo anh theo dõi tôi chứ gì. Phu nhân gọi điện nói muốn về nhà, cho nên thiếu gia bảo tôi ở đây chờ cô. Mời. Tôi quên mất. Ông chú là đang muốn đưa mình đi đâu đây? Ông chú à, sao anh lại nghĩ đến việc đưa tôi đến đây ăn lẩu vậy? Bà nội sắp xếp đấy. Eo ôi, đẹp trai vậy trời. Đẹp trai thật đấy. Có phòng riêng yên tĩnh chút không? Ăn lẩu cần phòng riêng làm gì chứ? Ăn lẩu là phải như vậy, náo nhiệt vậy mới ngon. Tôi gọi món xong rồi, anh xem thử còn muốn thêm gì nữa không? Một chai nước khoáng. Cậu, anh trai. Mợ nhỏ, mợ đúng là nữ thần của cháu. Cũng chỉ có mợ mới có thể đưa cậu đi trải nghiệm cuộc sống bình dị thế này thôi. Dung Dung, chào cô, tôi là Ella, là bạn thân nhiều năm của Hữu Long. Thì ra chị ta chính là Ella. Chào chị. Mợ ơi, cháu vẫn chưa hỏi mợ. Tối hôm đó mợ chơi xuất sắc đẳng cấp như vậy. Mợ từng học rồi phải không? Sao đỉnh vậy chứ? Chơi mỗi xuất sắc thôi đã lợi hại rồi. Hoàng Dung à, mắt nhìn người của cô cũng tệ quá rồi nhỉ. Mỗi thế, đã là nữ thần của cô rồi à. Mợ nhỏ chính là nữ thần của tôi đấy. Liên quan gì đến anh? Anh thì có gu lắm chắc. Vậy nữ thần của anh là ai thế? Đã từng nghe qua hacker Thỏ Ngọc số 1 Hải Thành chưa hả? Không phải là mình sao? Thỏ Ngọc chính là nữ thần của tôi đấy. Tương lai sẽ là vợ của E-cư tôi đây. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy hết mực cương chiều. Chưa bao giờ thấy Rũ Long chăm sóc một người phụ nữ như vậy. Giả Nai, nói gì thế hả? Dung Dung chỉ ăn rồi bị sặc thôi mà. Em thấy cô ta giả bộ thì có. Ăn lẩu mà cũng sặc nữa. Giả vờ giả vịt. Được rồi, ăn thịt không lấp cái miệng của cậu được hả? Thật ngại quá. Tôi đi vệ sinh cái nhé. Dung Dung, tôi đi cùng cô. Dung Dung, cô có thể cầm áo giúp tôi một chút được không? Được chứ. Đi thôi. Nữ thần của tôi là đỉnh nhất. Nữ thần của tôi không chỉ có thể dễ dàng phá bỏ hệ thống mã hóa cuối của Liên minh CJ của chúng tôi. Cô ấy còn có thể. Cô biết Liên minh CJ là gì không thế? Liên minh CJ chính là nhóm chúng tôi biết dãy số mã hóa ở trên mạng. Tiểu Dung, cậu cô đâu? Đúng thế, Tử Long đâu rồi? Cậu cháu chê ồn ào. Ra ngoài nghe điện thoại rồi. Thế hả? Vậy ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta cũng đi thôi. Chờ chút đã. Đồng hồ của tôi đâu rồi? Bảo tôi cầm áo khoác. Thì ra để dở trò này. Vừa rồi là cô cầm áo khoác của chị tôi đúng không? Đúng thế. Sao nào? Còn sao nữa? Mau đưa đồng hồ của chị tôi ra đây đi. Tôi đâu có lấy chứ. Tôi giao cái gì ra hả? Từ đầu đến cuối chỉ có cô đụng vào áo khoác của chị tôi. Không phải cô lấy thì ai lấy chứ? Lúc nãy đi vệ sinh là chị ấy bảo tôi cầm giúp áo khoác.
tôi mới cầm giúp thôi. Sau đó cô lục túi áo, lấy đồ quý giá của người khác đi rồi, đúng không nào? Cô cứ đắc ý đi, xem anh tôi quay lại đuổi cô ra khỏi nhà họ Lý đây. Tôi không có, nói miệng không có bằng chứng. Nếu thật sự không phải cho cô lấy, có dám để chúng tôi xét người cô không? Ê Khưa, anh đừng có mà quá đáng nhé. Mợ nhỏ tôi nếu thích chiếc đồng hồ đó, cậu tôi sớm mua cho mợ rồi. Còn cần phải lấy trộm sao? Vậy cô ta nên để chúng tôi lục soát đi chứ. Phải như thế mới có thể chứng minh sự trong sạch chứ. Lục soát người? Anh dựa vào cái gì mà đòi lục soát chứ? Anh tưởng mình là ai thế? Mặc kệ tôi là ai, mang qua đây. Không thể được. Cái gì đây? Đây là cái gì? Không phải cô nói cô không lấy sao? Tay chân không sạch sẽ như vậy, cô mà cũng xứng gả cho anh Vũ Long à? Dung Dung, tôi thật không ngờ tới cô có thể làm ra chuyện này đấy. Làm ơn đi, là chị bỏ vào trong túi tôi. Tôi lấy hay không, trong lòng chị rõ hơn tôi đấy. Ý cô là sao hả? Tại sao tôi phải cố tình làm thế chứ? Đúng đó, thứ phụ nữ như cô thấp kém quá rồi nhỉ. Chiếc đồng hồ này chính là từ trong túi cô lấy ra đấy. Mọi người đều nhìn thấy mà. Cô không thừa nhận thì thôi đi. Cô còn vô oan cho chị tôi nữa. Bọn họ không phải cùng một bàn sao? Sao ngay cả đồ của bạn cũng trộm thế? Người bây giờ không thể nhìn bề ngoài đánh giá được. Sao thế hả? Cuối cùng cậu cũng vào rồi. Tên E cưa đặt điều, nói mợ ăn trộm đồng hồ của Ella, còn đòi soát người nữa. Không phải thế đâu anh Hữu Long. Thật sự chiếc đồng hồ này là từ trong túi của cô ta lấy ra đấy. Mọi người đều nhìn thấy cả. Là cô lấy trộm à? Anh ta đang nghi ngờ mình. Không phải. Đi thôi. Đợi đã. Anh Hữu Long, em đã bắt tận tay rồi. Sao anh vẫn tin thứ phụ nữ này chứ? Đồ vẫn chưa mất mà. Sao nào? Cậu muốn cô ấy phải như thế nào đây? Anh Hữu Long, cô ta là kẻ ăn cắp vặt đấy. Sao anh có thể để thứ ăn cắp ở bên mình vậy chứ? Cậu nói ai là ăn cắp vặt hả? Được rồi, bỏ đi. Đừng vì một chiếc đồng hồ mà khiến mọi người mất vui. Đến lúc đó tôi cũng ngại lắm. Dung Dung, nếu cô thích chiếc đồng hồ này, tôi có thể tặng cho cô. Vậy tôi không từ chối đâu. Cô đúng là vô liêm sỉ mà. Chị à, chị hiền quá rồi đấy. Sao chị có thể đưa đồng hồ cho kẻ chồng à? Nếu vợ nói vợ thích chiếc đồng hồ này, chồng có mua cho vợ không? Được chứ. Vậy tốt rồi. Hứa Ngọc Dung, cô làm gì thế? Chồng không cần mua đồng hồ cho vợ nữa đâu. Chồng giúp vợ bồi thường đồng hồ cho chị Ella là được rồi. Hữu Long, Dung Dung sao lại như thế được chứ? Cô ấy là như thế đấy. Giống tính của một đứa trẻ vậy. Cô gửi giá của đồng hồ cho Trịnh Lâm nhé. Cậu ấy sẽ bồi thường cho cô gấp 10. Hữu Long, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, anh biết thứ tôi để ý không phải là một chiếc đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Dung Dung làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Vậy nếu nó quan trọng, sao cô lại tặng cho người khác thế? Đã tặng cho người khác rồi, người ta có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến cô. Anh Hữu Long, còn cậu nữa, nếu cậu còn vô oan cho vợ tôi, sau này đừng gặp tôi nữa. Anh Hữu Long, cô ta là vợ anh, vậy chị gái tôi thì là gì đây? Tôi đã cho cô ấy cơ hội rồi. Cậu của tôi ngầu quá đi mất. Cậu mợ đợi cháu với. Em đi trước nhé, nếu không anh em đánh em nát xương mất. Con bé này đang yên đang lành dẫn bà vào phòng tranh này làm gì? Bà nội đâu có thích xem tranh. Món canh trong bếp chỉ mới đun được nửa giờ thôi, đến lúc Dung Dung về thì sao có uống đây? Bà nội, lát nữa bà sẽ được gặp cháu dâu yêu quý của bà đấy. Cháu nói gì vậy? Dung Dung đang ở đây à? Cuối cùng cơ hội cũng đến rồi. Bà nội, bà nội, Dung Dung, cháu đang làm gì vậy? Bà nội, sao mọi người đến đây thế? Hứa Ngọc Dung, chị còn mặt mũi gọi bà nội à? Lý gia không cần loại người gian díu bất chính như chị. Đúng thế, bắt gian ngay tại trận. Cô đừng ngụy biện nữa. Hóa ra là Lý lão phu nhân. Dung Dung không được khỏe, suýt nữa thì ngã.
Tôi vừa đỡ cô ấy ngồi nghỉ một lát. Bà đừng hiểu lầm ạ. Dung Dung, các người cũng thân mật quá nhỉ. Thì ra mọi người ở đây. Sao vậy? Em gọi điện thoại gọi chị qua đây gấp. Có chuyện gì xảy ra thế? Chị xem, Bắc Giang tại trận. Hứa Ngọc Dung này, cô ta không chỉ ăn trộm đồ, cô ta còn gian díu nữa. Thật không ngờ cô lại làm ra chuyện này đấy. Bà ơi, bà bình tĩnh cái đã. Chuyện này đã xảy ra rồi, cũng không thể thay đổi được. Chỉ có thể đợi Hữu Long đến, xem anh ấy giải quyết thế nào thôi. Dung Dung, chuyện gì vậy hả? Bà nghe cháu nói. Bà ơi, cháu đến đây để xem triển lãm tranh. Sau đó trong người không khỏe. Cậu Trương có ý tốt, dìu cháu một lát thôi. Cháu không khỏe à? Cháu không khỏe chỗ nào thế? Bà nội, bà đừng nghe chị ta tìm cớ lấp liếm. Nếu chị ta không khỏe, sao không đến bệnh viện? Ở đây ngồi trong vòng tay người đàn ông khác làm gì? Bà ơi, chị ta phẩm hạnh không đoan chính. Chị ta không chỉ ngoại tình, chị ta còn trộm đồ của người khác nữa. Hôm qua chị ta đã lấy trộm đồng hồ của chị Ella đấy. Bà nội, nếu bà không tin, bà có thể hỏi chị Ella. Bà nội, thật ra cháu không sao cả, chỉ mất một cái đồng hồ thôi, cũng không đáng mấy đồng. Nhưng hành vi này của Dung Dung, cô ta thực sự có lỗi với Hữu Long đấy. Các người đang làm gì vậy? Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hứa Ngọc Dung, chị ta gian díu bất chính, ở đây vụng trộm với tên đàn ông này đấy, bị bọn em bắt gian tại trận. Câm miệng. Hữu Long, anh đừng quá nóng giận. Ai cũng không ngờ tới Dung Dung lại làm chuyện này sau lưng anh chứ. Hứa Ngọc Dung, cô xong đời rồi. Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép các người ở nơi đông người bêu rếu cô ấy như vậy đâu. Sau này nếu ai dám bắt nạt cô ấy, chính là chống đối tôi. Ông chú, bản lĩnh của cô đâu mất rồi? Như vậy là không được rồi. Còn là người không thế, mình đã thành ra vậy rồi, cũng không biết gương hoa tiết ngọc nữa. Đồ mà tôi bảo anh mang đến, anh có mang không? Cảm ơn. Đi thôi. Cô đã như vậy rồi còn cậy mạnh nữa à? Để tôi bế cô đi. Chuyện gì vậy chứ? Yếu phu nhân hôm nay đến xem triển lãm tranh, đã nói với thiếu gia rồi. Hơn nữa, thiếu phu nhân trong người không được khỏe, thiếu gia cũng biết rồi. Cho nên anh ấy đến đón thiếu phu nhân. Ngoài ra thiếu gia đặc biệt căn dặn ba vị cần học cách cư xử đàng hoàng hơn. Xin mời. Bà nội, cứu cháu. Ông chú, sao anh lại ở đây? Anh không cần đến công ty à? Tôi đã giao công ty cho Định Lâm quản lý rồi. Sau này tôi cùng cô đi tìm mẹ. Tìm mẹ? Sao anh lại biết mấy cái này chứ? Trương Kiến đã nói hết cho tôi biết rồi. Trương, hay cho tên Trương Kiến xem tôi xử cậu ta thế nào. Nhưng mà sao hai người quen nhau thế? Cái này thì không làm hao tâm tổn trí cô đâu. Bây giờ việc quan trọng nhất của cô là nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết. Anh nói cho tôi biết đi mà. Anh nói đi. Từ lần đầu tiên cô tranh giành mua tranh với tôi đã cho điều tra hết rồi. Tôi còn tưởng lúc đó che giấu được rồi chứ. Vậy sau đó thì sao? Sau này ấy, 5 năm sau, tôi muốn gặp anh tôi. Đã thỏa thuận là tôi thay anh ấy xử lý việc công ty. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà. Đại tiểu thư, thiếu gia nói thiếu phu nhân sinh đứa thứ ba, anh ấy phải chăm sóc vợ, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục thay anh ấy làm tiếp thôi. Anh tôi cũng chơi đẻo quá rồi. Thỏa thuận xong xuôi, anh ấy đi tìm mẹ cùng với chị dâu. Giờ mẹ chị ấy cũng tìm được rồi. Mang thai hết lần này đến lần khác. Một lần rồi hai lần. Vài tháng rồi lại vài tháng nữa. Vài năm rồi lại thêm vài năm nữa. Tôi đã ở đây 5 năm rồi. Toàn bộ thanh xuân của tôi đều chôn vùi lãng phí ở cái công ty này. Còn muốn để tôi tìm bạn trai không thế hả?
tôi phải đi bắt bà nội. Đại tiểu thư, bây giờ lão phu nhân cũng không có thời gian lo chuyện này đâu. Bây giờ bà ấy mỗi ngày phải chăm hai đứa cháu, đã đủ bận rồi. Bà nội, cháu không biết làm mấy việc này đâu. Đã mấy giờ rồi, sao vẫn chưa về thế nhỉ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nhà lại tổ chức tiệc tùng rồi, tiền muốn xỉu. Anh đang làm gì vậy? Cái tên thối tha Trịnh Lâm, sao anh không trả lời tin nhắn em thế? Có phải anh bơ em không? Thi Thi, mau gọi điện thoại cho bọn nó đi. Vâng. Bà nội, chúng cháu về rồi. Về rồi đấy à. Hôm nay ăn sủi cảo à? Ba, mẹ, chào ba mẹ. Ăn sủi cảo. Mau bỏ đồ xuống đi. Cẩn thận đứa bé trong bụng đấy. Không sao ạ. Cháu cầm đều là đồ nhẹ cả thôi. Bọn họ mới mang đồ nặng, chẳng biết xót vợ mình gì cả. Đúng rồi. Sao mẹ cháu không về cùng thế? Bà ấy đến tham gia buổi lễ ký kết rồi ạ. Chúng ta gói sủi cảo ăn trước đi, không cần đợi bà ấy đâu. Được rồi, cùng nhau gói nào, đi. Để em cầm cho. Không sao, anh xách được.